Xin chào anh em và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chém Gió Công Nghệ 88 Studio. Mình là Linh và trên tay mình đang có đây là chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3, một cái dòng máy tính được biết đến hiệu năng cao cũng như là một cái mức giá bán khá là mềm dành cho các bạn game thủ cũng như là người dùng hiệu năng. Cái thời điểm mà mình mới review về chiếc máy tính này thì mình được biết đến là nó sẽ có một cái mức giá bán giờ tầm khoảng là 27 triệu, 28 triệu. Thực sự là một cái mức giá mình cho rằng là khá là cao. Tuy nhiên thì sau khoảng vài tháng thì chúng ta đã có một vài những cái đợt điều chỉnh giá cũng như là sale. Và bây giờ các bạn có thể mua cho mình cái phiên bản mới nhất này với mức giá chỉ từ 22 triệu cho tới 23 triệu mà thôi. Thực sự là một cái mức giá bán nó đã mềm hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là rất nhiều bạn sinh viên cũng như là rất nhiều bạn game thủ cũng đã có hỏi mình rằng: anh ơi, liệu với một cái tầm tiền trên 20 triệu thì bây giờ bỏ tiền ra đi mua chiếc máy tính này về nó có đáng nữa hay không? Thì mình cũng đã có mượn về đây là chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 phiên bản mới nhất này của thằng bạn Hiếu mình, dùng tầm khoảng hơn tháng này rồi. Và mình sẽ làm một cái video chia sẻ với anh em để xem là bây giờ đi mua chiếc máy tính này nó còn đáng nữa hay không. Các bạn cùng mình đi vào theo dõi nhé. Rồi, với một cái mức giá bán chỉ từ 23 triệu thì cũng có rất nhiều bạn bảo mình đem so sánh chiếc máy tính này với chiếc Lenovo Legion 5. Thì mình xin thưa với anh em một cách vắn tắt và nhanh gọn thôi. Chiếc máy tính này nó sẽ không bao giờ bằng được với chiếc Lenovo Legion 5. Các bạn sẽ có đây là một cái thiết kế nó gần giống tương tự chiếc Legion. Tuy nhiên thì cái độ cứng cáp chắc chắn và cái build vỏ thì nó không thể nào bằng được. Màn hình thì nó sẽ không được 100% sRGB mà nó sẽ chỉ tầm khoảng là 63% sRGB và tần số quét nó chỉ tầm khoảng là 120Hz. Nếu mà để so sánh với một cái màn hình 100% sRGB lại còn 165Hz của chiếc Legion 5 ấy thì gần như là chiếc máy tính này nó sẽ không có cửa ăn lại. Cái chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 phiên bản 2022 này thì nó cũng sẽ không có được trang bị công nghệ MaxSwitch, là một công nghệ giúp cho người dùng có thể chạy trực tiếp được những cái ứng dụng đồ họa hoặc là những cái tựa game nặng lên trên cảm đọa rời để đảm bảo được cái độ trễ cũng như là về cái hiệu năng. Nên là nếu như các bạn muốn có cho mình một chiếc máy tính của Lenovo mà nó phải có một cái build cứng cáp này, chắc chắn cũng như là một cái màn hình đẹp chuẩn màu, một cái hiệu năng CPU và GPU đều cao ấy, thì chúng ta sẽ phải bù thêm tầm khoảng là 5 đến 6 triệu để có thể mua được một chiếc máy tính Legion 5 cấu hình nó tương tự. Hoặc là các bạn sẽ phải đi mua cho mình cái phiên bản đời cũ hơn, đó chính là chiếc Legion 5 2020 hoặc là 2021. Tuy nhiên thì theo như mình quan sát ấy, thì tất cả những cái dòng máy tính mà đang cạnh tranh trực tiếp với chiếc máy tính này, mình đơn cử như là chiếc HP Victus 15, HP Victus 16, MSI GF63, MSI Bravo, cả Dell G15 và cả chiếc Lenovo Tiger thì nó đều là những cái dòng máy tính mà không có màn hình đẹp chuẩn màu này, đều không có RAM DDR5 và đều không có công nghệ MaxSwitch. Nên là chiếc máy tính này thì hoàn toàn có cửa để cạnh tranh và các bạn không nên áp đặt những cái hào quang của những cái dòng Legion trước đó để so sánh với chiếc máy tính này, bởi vì mình thấy là nó không thực sự công bằng. Trong thời gian tới thì những cái phiên bản Legion 5 đời cũ nó sẽ không có nhiều hàng và những cái chiếc máy tính Legion 5 phiên bản 2022 thì mức giá nó vẫn sẽ khá là cao. Nên là nếu như các bạn đang muốn kiếm cho mình một chiếc laptop gaming tầm trung, nó có thể lại cho chúng ta một cái trải nghiệm làm việc chơi game ở trong cái tầm tiền từ trên dưới 20 triệu thì chắc chắn đây vẫn sẽ là một cái sản phẩm chúng ta phải tham khảo qua. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào chia sẻ cho anh em những cái ưu điểm đáng tiền có trên chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 này. Đầu tiên đó chính là về cái thiết kế đi. Thì mình biết đây là một cái thiết kế nó rất là đẹp rồi, bởi vì nó bốc y chang từ chiếc Legion 5 xuống mà. Nhưng mà tuy nhiên thì các bạn thấy là mình đang cắm sạc đúng không? Đấy, không lộ ra đúng không? Bởi vì mình đang cắm sạc ra đằng sau. Đó. Và cái kiểu thiết kế này nó không chỉ đẹp, nó còn hết sức là hữu dụng, bởi vì tất cả những phần cổng cắm quan trọng chúng ta hay dùng như là cổng sạc này, cổng màn hình này, cả cổng cắm rắc nguồn này thì nó đều được đánh dồn hết ra phía sau. Nên là nếu như các bạn sử dụng chiếc máy tính này ở một chỗ ấy, thì yên tâm là chiếc máy tính này nó sẽ đem lại cho chúng ta một không gian làm việc hết sức là thoáng đãng và rộng rãi. Và đây còn là một cái đuôi gió được làm nhô ra, cho nên là các bạn cũng sẽ có thêm không gian để tản nhiệt, cũng như là cái phần cạnh nhựa này thì nó sẽ giúp bảo vệ được cái trục bản lề của chúng ta khi mà có va chạm. Cho nên là mình đánh giá rất là cao cái thiết kế của chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3. Đây quả thực là một chiếc máy tính nó vừa đem lại cho các bạn một cái ngoại hình đẹp cũng như là một công năng sử dụng hết sức là hữu ích. Trong tầm tiền này các bạn sẽ chỉ có những cái dòng Nvidia Tiger và cả chiếc Rockstreet là các bạn sẽ có một kiểu thiết kế như này mà thôi. Nên là nếu mà bỏ ra số tiền tầm khoảng 23 triệu để có được cho mình cái thiết kế như này, quả thực nó khá là đáng tiền. Bản lề của chiếc máy tính này nó có thể mở được một góc là 160 độ. Thực sự đây là một cái bản lề mở được rất là rộng và nó hoàn toàn cho chúng ta khả năng đóng mở máy được bằng một tay. Và kể cả cái phiên bản cấu hình thấp nhất thì chúng ta cũng sẽ có là led phím RGB 4 vùng. Nếu mà để tìm cho mình một chiếc máy tính led phím mà RGB mà nhiều vùng ấy thì duy nhất một đối thủ mà thôi. Còn lại tất cả những cái đối thủ khác thì chúng ta sẽ đều có là led phím một màu hoặc là led phím một vùng. Đó, trang bị hết sức là đầy đủ. Và với cái phiên bản mình đang có đây là con chip Ryzen 7 6800H thì mình đánh giá đây là một cái bộ vi xử lý rất là ngon. Bởi vì chúng ta sẽ có đây là một cái bộ vi xử lý nó rất là vừa tiền, mà nó lại có đem lại cho chúng ta một cái tiến trình là Gen 3 cộng 6nm, nên là nó tỏa rất là ít nhiệt, nó ăn rất là ít điện, và nó đem lại cho chúng ta một hiệu năng cả về chơi game cũng như làm việc, làm đồ họa, nó đều rất là ok luôn. Nên là nếu như các bạn bỏ ra tầm khoảng 23 củ, 24 củ, chúng ta mua cho mình một chiếc máy tính có chip thật mạnh ấy, thì chả tội gì mà không mua chiếc máy tính này. Và ngoài ra thì chiếc máy tính này thì nó cũng sẽ thừa hưởng nguyên y chang cái bộ tản nhiệt cũng như là cái khả năng nâng cấp của chiếc Legion 5. Các bạn sẽ có đây là 2 khe RAM và 2 khe SD để chúng ta có thể thoải mái nâng cấp về bộ nhớ nhé. Và tản nhiệt của chiếc máy tính này thì nó sẽ là 2 quạt, 3 ống đồng và 4 khe gió. Cho nên là cái vấn đề về nâng cấp cũng như là câu chuyện về nhiệt độ, thực sự đây sẽ là một cái điểm nó rất là mạnh có trên chiếc Lenovo iPad phiên bản 22. Và tất nhiên mình cũng đã có cài vào đây một số những cái tựa game mà anh em yêu cầu để xem là cái hiệu năng chơi game cũng như là cái nhiệt độ nó ra làm sao. Chúng ta cùng nán lại nhé. Ngày trước thì mình không có nhiều thời gian để có thể test được kỹ càng cho anh em cái chiếc Lenovo iPad Gaming 3 này. Cho nên là lần này mình đã có cài cho anh em phần mềm Prime95 cũng như là Furmark chạy stress test cho cả CPU và GPU 100% để xem là cái nhiệt độ, cái công suất và cái hiệu năng nó ra làm sao. Thì với tất cả những cái dòng Lenovo iPad này thì các bạn cũng sẽ có là 3 chế độ hiệu năng tương tự như là những cái dòng Legion Gaming. Chế độ yên tĩnh này, chế độ cân bằng và chế độ hiệu năng cao. Thì mình đang để ở đây là chế độ yên tĩnh. Thì các bạn sẽ có là một cái mức công suất CPU bị giới hạn còn về 25W và GPU bị giới hạn còn về là 30W. Tuy nhiên thì máy chạy nó rất là yên tĩnh và máy chạy nó rất là mát. Đó, thì đây sẽ là một cái chế độ nó rất là phù hợp. Và quạt gần như của chiếc máy tính này gần như là không nghe gì cả. Đấy, mình có thể dí sát mic cho anh em nghe để xem là nghe cái tiếng quạt nó ra làm sao nhé. Đó, rất là êm đúng không? Và bây giờ thì mình đang để máy ở chế độ tự động. Thì các bạn sẽ có đây là một cái mức FPS nó tăng gấp đôi luôn, từ 45 FPS lên thành là 73, 74 FPS này. Các bạn sẽ có đây là một cái mức công suất CPU tăng lên tầm khoảng 10W, là từ 25W lên thành 35W. Và cả đoạn rời nó tăng gấp đôi luôn, từ 30W lên thành 60W. Đây sẽ là một cái chế độ nó rất là phù hợp dành cho những bạn nào chơi những cái tựa game nó nhẹ nhàng như là LoL, Valorant, Genshin Impact hay là thậm chí là cả FIFA Online. Những cái tựa game này thì nó rất là nhẹ, và FIFA Online với cả Genshin thì nó bị lóc FPS về còn 60, cho nên là các bạn không cần phải mở khóa hiệu năng của chiếc máy tính này ra để chúng ta có thể có cho mình một trải nghiệm chơi game nó mượt mà. Và đây sẽ là cái chế độ hiệu năng cao của chiếc Lenovo iPad Gaming 3. Nếu các bạn cần chơi những cái tựa game AAA hoặc chúng ta cần render nặng thì đây sẽ là cái chế độ mà các bạn cần đưa máy về. Và chúng ta sau tầm khoảng là 30 phút stress test thì các bạn sẽ có đây là một cái mức nhiệt độ tối đa chỉ tầm khoảng là 80 độ C cho phần CPU và tầm khoảng là 67, 68 độ C cho phần GPU. Theo như mình thấy, 30 phút stress test mà nhiệt độ chỉ như này thôi ấy, thực sự nó rất là mát mẻ. Và các bạn sẽ có đây là một cái mức công suất nó giờ tầm khoảng là 45W cho phần CPU và tầm khoảng là 69W, 70W cho phần GPU. Mức FPS thì nó tăng lên không nhiều, cho nên là đây sẽ là một cái chế độ mà nó phù hợp dành cho chúng ta benchmark hoặc chúng ta chơi những cái tựa game mà nó rất là nặng mà thôi. Còn nếu dùng bình thường thì mình nghĩ là cái chế độ cân bằng nó sẽ đem lại chúng ta một cái trải nghiệm chơi game tốt nhất. Và với một chiếc laptop chơi game thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ phải test game rồi đúng không anh em? Thì với tựa game PUBG PC mình đang để ở thiết lập đồ họa là Full HD, tất cả mọi thứ đều là ở Ultra. Thì chúng ta đang có đây là một cái mức khung hình giờ tầm khoảng là 76 cho tới 96 FPS. Khá là điển hình cho card họa rời Nvidia RTX 3060. Và cái nhiệt độ của chiếc máy tính này thì nó rất là mát luôn anh em ạ. Tầm khoảng là 72, 73 độ C cho phần CPU và tầm khoảng là 67 độ C cho phần GPU. Đó. Tất nhiên thì đó mới chỉ là tầm khoảng là 10 phút chơi game thôi, cho nên là chúng ta chưa đánh giá gì nhiều. Thì để tí nữa mình chơi lâu lâu xem là nhiệt độ tối đa nó lên như nào. Card họa rời Nvidia RTX 3050 tới thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một cái dòng card đồ họa đem lại cho chúng ta một cái trải nghiệm chơi game khá là cân bằng. Các bạn có thể chơi được những cái tựa game nhẹ cho tới nặng như là PUBG, CS:GO, Apex Legend. Chúng ta có thể để ở mức thiết lập là từ 2 setting cho tới Ultra và các bạn vẫn sẽ có cho mình một cái mức khung hình hết sức mượt mà. Tuy nhiên thì như mình đã có nói ở đầu video ấy, thì đây là một chiếc laptop nó không có được trang bị công nghệ MaxSwitch, cho nên là cái trải nghiệm chơi game nó có thể không được mượt mà bằng những cái mẫu laptop Tough Gaming hay là chiếc Legion 5. Nhưng mà dù sao thì với một cái mức giá tầm khoảng là 24 triệu, 25 triệu, các bạn có đây là con chip Ryzen 7 card họa rời RTX 3050. Thì câu chuyện có MaxSwitch hay là không có MaxSwitch thì nó cũng không để lại cái sự khác biệt quá là nhiều, chỉ tầm khoảng chênh nhau từ 5 cho tới 10 FPS mà thôi. Nên là cái trải nghiệm chơi game với chiếc máy tính này mình nghĩ là nó vẫn sẽ rất là ok. Và sau tầm khoảng là 30 phút chơi game thì chúng ta vẫn sẽ có đây là một cái ngưỡng nhiệt độ rất là mát mẻ. tầm khoảng là 71 độ C cho phần CPU, tầm khoảng 67 độ C cho phần GPU. Thế này là quá mát luôn các bạn ạ. Thật sự nếu mà để so sánh thì mình nghĩ là trong cái tầm tiền này chúng ta sẽ chỉ có chiếc Nitro 5 Tiger hoặc là chiếc Rockstreet G513 thì nó mới có thể bì lại được cái nhiệt độ của chiếc máy tính này. Và tựa game tiếp theo mình có test cho anh em xem đó chính là tựa game Cyberpunk 2077. Thì với cái tựa game này mình đã để ở mức thiết lập là preset là low setting và tạm thời tắt cái tính năng là ray tracing. Bởi vì là cả đoạn rời RTX 3050 thì làm sao mà chơi được con này hay, đúng không? Thì với một cái mức thiết lập low setting và đây còn là game bản quyền cho nên là chúng ta đang có đây là một cái bản patch 1.16 hay là patch 1.6 gì đó. Các bạn sẽ có là một cái mức FPS giờ tầm khoảng là 50 cho tới 48 khung hình trên giây. Có thể một số chỗ thì nó tụt được tầm khoảng là còn 30 thôi. Nhưng mà dù sao thì kể cả với một cái tựa game mà nó nặng như vậy thì chúng ta vẫn có được một cái ngưỡng nhiệt độ rất là mát mẻ. Và mình cũng suýt quên không nói với anh em, đây là cái phiên bản Lenovo IdeaPad Gaming 3 RAM 8GB. Cho nên là cái gì mình test cho anh em xem ở đây thì nó chưa phải là những cái gì mà chiếc máy tính này nó thể hiện tốt nhất. Một cái tựa game nặng như là Cyberpunk thì chắc chắn là RAM 8GB nó sẽ không đủ rồi. Nên là nếu như các bạn muốn có cho mình một cái trải nghiệm chơi game mượt mà hơn, muốn tận dụng tối ưu tất cả những công nghệ đến từ cả họa rời RTX thì chúng ta nên nâng cấp thêm RAM. Rồi chúng ta sẽ cùng chuyển qua một cái tựa game tiếp theo, đó chính là tựa game CS:GO. Thì theo như mình đánh giá đây là một cái tựa game mà chiếc máy tính này nó thể hiện không thực sự quá là tốt. Bởi vì chúng ta đang có hai vấn đề ở đây. Một là cái máy này nó không có MaxSwitch nên là các bạn sẽ bị kẹt một cái mức FPS tầm khoảng là 150 cho tới 190. Kể cả các bạn để ở low setting hay là high setting thì cái mức FPS này nó cũng không thể nào cao hơn. Và cái vấn đề thứ hai đó chính là cái màn hình này nó sẽ chỉ có tần số quét là 120Hz. Nếu mà để chơi một cái tựa game mà chúng ta cần một cái FPS cao, cần một cái độ mượt cao như là CSGO ấy thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào bì lại được bằng những cái mẫu laptop có màn hình 144Hz hoặc là màn hình 165Hz. Cho nên nếu như các bạn đã xác định bỏ ra tầm khoảng là 20-25 triệu để có thể try hard được với những cái tựa game bắn súng như là CSGO ấy thì mình thấy chúng ta vẫn sẽ có những cái lựa chọn tốt hơn như thế này. Như những gì chúng ta đã thấy thì đây quả thực là một chiếc laptop gaming rất là tốt của nhà Lenovo. Các bạn sẽ có đây là một hiệu năng ổn định này, một cái tản nhiệt cũng rất là mát mẻ. Các cái phần về bố trí cổng cắm này, về thiết kế cũng như là về cái khả năng nâng cấp đều là những cái điểm mạnh của chiếc máy tính này. Và nếu mà để so sánh đặt lên bàn cân với những cái mẫu máy tính khác của nhà HP, của nhà Asus, của nhà Dell, của nhà Acer ấy thì mình tin là chiếc máy tính này nó hoàn toàn có cửa thắng. Cái điểm yếu duy nhất mà mình có thể chê được ở trên chiếc Lenovo IdeaPad Gaming 3 này đó chính là cái màn hình. Thì chúng ta sẽ có đây là một cái màn hình nó không khác gì so với năm ngoái. Độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS, phủ màu 63% RGB và độ sáng cũng không thực sự quá là cao và tần số quét nó chỉ là 120Hz mà thôi. Nếu mà để so sánh với những cái mẫu laptop khác trong cùng tầm tiền thì đây quả thực là một cái trang bị hết sức là lép vế. Kể ra mà Lenovo họ cho vào đây một cái màn hình nó ngon tí nữa thì mình tin rằng đây sẽ là một chiếc laptop hết sức là toàn diện. Và vừa rồi là những cái chia sẻ của mình về chiếc máy tính Lenovo IdeaPad Gaming 3 phiên bản 2022, một chiếc máy tính đang ngon bổ và mức giá đang khá là rẻ của nhà Lenovo. Và nếu như các bạn có thắc mắc gì về chiếc máy tính này hãy comment phía dưới nhé. Còn giờ thì xin chào và giá đây.